Radio đồng hành với người trẻ. Cũng sinh ra và lớn lên như bao con người bình thường khác, cũng có những ước mong, những kế hoạch và dự phóng cho tương lai. Nhưng rồi một ngày, giữa thinh lặng của con tim, bỗng từ đâu vẳng lại một lời mời gọi thật thiết tha. Lời mời gọi ấy không có âm thanh, không thể nghe được bằng đôi tai thể lý, nhưng lại có sức mạnh như ngọn lửa làm cháy bỏng cả con tim. Nhìn cảnh tượng bao cụ già đang sống lê lết qua ngày, thấy em bé đang quằn quại giữa trời đông, nhìn những người ăn xin đang khẩn cầu lòng thương xót của nhân gian, hay biết bao con người đang quay quắt giữa cuộc sống bon chen không tìm đâu lối thoát, họ nghĩ ngay đến tâm sự tha thiết của Chúa Giêsu năm xưa: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Có cái gì đó cứ thôi thúc con tim dục dã đôi chân họ. Họ như nghe thấy ai đó gọi tên mình, một tiếng gọi nghe có phần da diết quá đỗi. Con tim của họ bỗng rung lên và họ tự nhận ra rằng mình không thể chỉ sống và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tuy thấy mình bất xứng, nhưng họ ước ao được từ bỏ hết tất cả để suốt đời chỉ quy hướng một lòng về Đức Giêsu, cùng Ngài ra đi để rắc gieo niềm vui và an bình từ trời cao cho người khác. Rồi một ngày đẹp trời nọ, tâm hồn họ như được nhấc bổng lên cao, họ quỳ gối trước đấng bản quyền và được vị này nhân danh Chúa trao cho năng quyền của một linh mục. Chỉ là hạt cát bé nhỏ, chẳng đáng chi, nhưng giờ đây họ hân hoan bước lên bàn thánh, được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, dang đôi tay tiến dâng lễ tế cuộc đời mình, mở cửa ân phúc Thiên Chúa xuống cho nhân gian. Hẳn là không một vị linh mục nào có thể quên được cái cảm giác bồi hồi khi lần đầu tiên dâng thánh lễ. Trên người họ giờ đây được đóng ấn tín thánh thần không bao giờ phai nhạt. Muôn đời và vĩnh viễn, họ trở thành tư tế của Đức Kitô, họ thuộc về Đức Kitô mãi mãi. Một thánh lễ họ dâng có thể cứu rỗi biết bao linh hồn. Một phép tha tội họ ban có thể đưa bao nhiêu con người về với Chúa. Một lời truyền phép của họ có thể biến bánh và rượu trở nên thần lương quý giá. Lời cầu chúc của họ cũng trở nên vô cùng thế giá trước mặt Chúa Tể muôn loài. Linh mục là hình ảnh của Thiên Chúa, là ánh sáng chiếu soi vào những vùng âm u, thắp lên những tia hy vọng mới cho cuộc đời vốn đầy dẫy những buồn phiền và lo lắng. Linh mục là men muối ướp cho đời, từ nơi họ, người ta sẽ tìm thấy một sự nâng đỡ to lớn. Họ sẽ làm thấm vào nhân gian bạc bẽo những mặn nồng của tình thương, của sự tha thứ và phục vụ quên mình. Họ từ bỏ tất cả là để có được tất cả. Họ không có ai và điều gì làm sở hữu riêng, vì trái tim họ hướng về tất cả, ôm lấy tất cả. Họ sẽ không có chỗ nghỉ ngơi hay chốn tựa đầu, vì bất cứ nơi đâu đang cần họ, ấy là nơi họ sẽ đến. Cuộc đời họ luôn là một cuộc hành trình. Họ không có nhiều vàng bạc để trao tặng người khác. Điều duy nhất họ có thể mang đến cho mọi người là ân sủng từ trời, là tình thương bao la của họ, là chính Đức Kitô Giêsu. Họ không là của ai, để bất cứ ai cũng có thể tìm đến với họ khi cần thiết. Linh mục, đó là con người của mọi người, là của lễ toàn thiêu của nhân loại dâng lên Thiên Chúa. Nhưng dù sao, họ vẫn chỉ là một con người với đầy dẫy những bất toàn và yếu đuối như bao con người khác. Chức thánh không ngay lập tức biến họ thành thánh. Chức thánh cũng không cất khỏi họ những nhu cầu cần thiết của nhân sinh. Chức thánh càng không có tác dụng khiến cho các cám dỗ không dám đến gần họ. Một đời phục vụ, không phải lúc nào các linh mục cũng tìm thấy niềm vui. Rồi những lúc cô đơn, trống vắng, những lúc gặp khó khăn trên hành trình, tư tưởng bỏ cuộc vẫn cứ ập đến làm chùn bước đôi chân. Cũng có khi bóng tối của cuộc đời đến, khiến họ bỗng quên đi lý tưởng cao đẹp mà họ đã được nhóm lên năm xưa. Tránh sao khỏi những lần vô ơn với Chúa, những lần để lề thói của thế tục xen vô đời mình.
Trong giây phút này, chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cho các linh mục của Chúa. Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa vì đã gửi đến trên đồng lúa mênh mông của thế gian này những vị thợ gặt tuyệt vời là những linh mục tôi tớ Chúa. Họ đã không quản ngại những khó khăn và vất vả của đời hiến dân, luôn mang đến cho chúng con sự phục vụ âm thầm và những ơn lành từ trời của Chúa. Nơi các vị linh mục thánh thiện, chúng con nhận ra chính Chúa đang hiện diện với chúng con với một tình yêu thương ấm áp. Chúng con xin Chúa tiếp tục ban ơn và gìn giữ các linh mục của Chúa để họ có thể giúp chúng con dâng lên Chúa những của lễ tươi đẹp nhất, những lời tạ ơn và ca khen chân thành nhất. Xin thêm sức cho họ để họ có thể đương đầu với tất cả những cám dỗ và luôn giữ mãi chữ tín trung với Ngài trong suốt cuộc đời này.